Giá Thanh Long xin kính chào quý bà con và các bạn. Xin mời quý bà con và các bạn đến với bản tin Giá Thanh Long của ngày hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy cho kênh xin một like, một đăng ký và một chia sẻ. Quý bà con và các bạn hãy nhấn đăng ký, nhấn chuông và chọn tất cả để mỗi khi giá Thanh Long thay đổi liên tục, quý bà con và các bạn sẽ nhận được những thông tin nhanh, kịp thời và chính xác nhất trên thị trường. Mến chúc quý bà con và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Giá Thanh Long sụt giảm mạnh, nhiều nhà kho đóng cửa. Sau khi có thông tin dừng phương tiện vận chuyển hoa quả ra Lạng Sơn vào ngày 16 tháng 2, nhiều mặt hàng trái cây ở tỉnh Tiền Giang sụt giá, đặc biệt trái Thanh Long đang bị dội hàng rớt giá thê thảm. Trái Thanh Long đột đỏ vào thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần giá trên 20.000 đồng ký, nay giảm xuống chỉ còn 6-7.000 đồng ký tùy loại. Thậm chí trái Thanh Long loại 3, loại 4 chỉ còn 4.000 đồng ký nhưng ít thương lái thu mua. Trong khi đó, vào mùa khô hạn, các chi phí sản xuất Thanh Long tăng cao như điện phục vụ sông Thanh Long, bơm, tưới và phân thuốc bảo vệ thực vật. Thế nên với mức giá này, nhà vườn trồng cây thanh long bị thua lỗ nặng. Tỉnh Tiền Giang có diện tích cây thanh long thương phẩm lên 10.000 ha, tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước. Gần đây loại trái cây này đầu ra bấp bênh, nhất là do ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Việt Trung. Ông Lê Văn Lập, nhà vườn ở xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo chia sẻ, thanh long bán hôm Tết từ 20 đến 22.000 đồng ký, nay lái mua tại vườn sụt còn 6.000 đồng ký. Do không cho xe ra Lạng Sơn nên kho đóng cửa hết. Nông dân lỗ nặng, không đủ tiền thu hoạch. Bây giờ lớp trái xanh chín tính ra tỉnh này có hàng nghìn tấn mà nội địa thì ai ăn hết. Rồi lớp mới sông đèn đang có bông nữa. Bây giờ nhờ là nước tìm đồ ra, chứ nông dân không có cách nào làm gì được. Ngoài trái thanh long thì trái mít, xoài, dứa ở tỉnh Tiền Giang cũng đang lo dốc, thương lái thu mua chậm. Tiếp theo sẽ là bảng giá chi tiết thanh long của ngày hôm nay. Mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe. Thanh long đột đỏ miền Tây vừa, loại 1 có giá từ 6.000 đến 7.000 đồng ký, loại 2 có giá từ 4.000 đến 5.000 đồng ký, loại 3 có giá từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, ruột trắng miền Tây có giá từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Thanh long ruột trắng Bình Thuận về vừa, bò đẹp lần lượt có giá là 6.000, 5.000, 4.000 đồng ký, bò sàn lần lượt có giá là 4.000, 3.000, 2.000 đồng ký, hàng giả có giá từ 1 đến 2.000 đồng ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vừa có giá từ 9.000 đến 11.000 đồng ký. Thanh long ruột trắng Muso có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng ký. Giá thanh long lên xuống từ 1 đến 3 ngàn tùy theo vựa, tùy theo từng thương lái, tùy theo chất lượng trái và cũng cả tùy theo từng khu vực. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin giá thanh long của ngày hôm nay. Giá thanh long xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh. Quý bà con và các bạn thấy kênh hay và ý nghĩa, xin hãy tặng kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ. Quý bà con và các bạn hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về mọi thông tin, giá cả cũng như các loại nông sản mặt hàng khác. Hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.